Soi kèo bóng đá hôm nay giữa Lecce với Lazio diễn ra vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 8 tháng 7 tại sân Stadio Viadelme, Serie A 2019-2020. Tưởng chừng như với quả penalty thành công của Mancosu ở phút 67 trong chuyến đến làm khách trước Sassuolo thì ít nhất Lecce đã có thể giữ lại một điểm và ra về. Tuy nhiên, với sự lơ là trong khâu phòng ngự, không khác gì một cú tát vào mặt đoàn quân của huấn luyện viên Livrani khi họ đã liên tiếp để thủng lưới thêm hai bàn thua sau đó chỉ trong vòng 5 phút và đành chấp nhận ra về với trận thua muối mặt 2-4. Dẫu biết Lecce không phải là đội bóng có tiềm lực tài chính quá đáng kể, nhưng việc mà họ để thủng lưới đến 70 bàn sau 30 vòng đấu là con số khó chấp nhận đối với người hâm mộ, bởi thậm chí một cái tên như Svan đang đứng dưới đáy bảng xếp hạng chỉ mới để thủng lưới 53 bàn mà thôi. Hiện tại, Lecce vẫn đang đứng ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Serie A với 25 điểm, hiện đang kém nhóm an toàn 2 điểm. Đến với trận đấu mở màn vòng 31, Lecce sẽ quay về thi đấu trên sân nhà và đón tiếp Lazio đến làm khách. Tính đến thời điểm hiện tại, đội bóng của huấn luyện viên Livrani đã trải qua 6 trận đấu liên tiếp trắng tay khi không hề có bất kỳ một trận hòa nào, chứ đừng nói gì đến chiến thắng, với 6 trận toàn thua. Dẫu cho có được lợi thế rất lớn đến từ sân nhà, nhưng với phong độ bết bát như hiện nay thì đừng nói gì đến chiến thắng, ngay cả một kết quả hòa trước đối thủ cứng cựa như Lazio cũng là điều gì đó quá xa xỉ đối với họ lúc này. Thậm chí sẽ không ngoài khả năng Lecce sẽ nhận lấy trận đại bại trước Lazio nếu như không cải thiện tích cực nơi phòng ngự. Cần biết trong 6 trận thua vừa kể trên, họ ghi được chỉ 6 bàn thắng nhưng lại để lọt lưới 25 bàn. Phía bên kia sân, mặc dù thành tích mà Lazio có được ở thời điểm này là rất tốt so với những mùa giải gần đây, và trước lần đón tiếp AC Milan đến làm khách ở vòng đấu vừa qua, họ vẫn đang là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch mùa này. Tuy nhiên, mọi nhận định của giới chuyên môn đã lệch hướng hoàn toàn, khi ở vòng đấu vừa qua, pháo đài Rome đã bị đánh sập hoàn toàn, khi đội bóng của huấn luyện viên Inzaghi để thua muối mặt trước đội bóng đỏ đen thành Milan đến 3 bàn không gỡ. Đây đã là lần thứ 4 liên tiếp mà Lazio không có được chiến thắng khi đón tiếp AC Milan đến làm khách, và với trận thua này thì họ đã để cho vị trí dẫn đầu của Juventus bỏ xa đến 7 điểm. Hiện Lazio vẫn đang đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Serie A với 68 điểm. Bước vào chuyến hành quân lần này đến Viadelme sau gần 10 năm, thành tích mà Lazio có được trong 5 trận đấu gần nhất là 3 chiến thắng và để thua 2 trận. Dẫu biết đây không phải là phong độ quá ổn định của thầy trò huấn luyện viên Inzaghi lúc này, nhưng chỉ cần họ thi đấu đúng với thực lực của mình thì một chiến thắng sẽ không phải là việc gì quá khó đối với Lazio. Còn một điều nữa mà người hâm mộ của đội bóng thành Rome nên biết, tay săn bàn Immobile đã hoàn thành xong án treo giò và sẵn sàng ra sân trong đội hình chính thức. Tất nhiên, mục tiêu của cầu thủ số 17 là ghi bàn thật nhiều để cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới mùa này với siêu sao Ronaldo, khi trong bối cảnh cỗ máy săn bàn người Bồ Đào Nha chỉ còn kém Immobile chỉ còn 4 bàn. Điểm qua 4 lần gặp nhau trước đó, Lazio đều bất bại với 3 chiến thắng và 1 trận hòa, trong đó cả 3 chiến thắng đều có kết quả ít nhất từ 5 bàn thắng trở lên. Dự đoán kết quả Lecce với Lazio. Dự đoán tỷ số 0-3. Chọn kèo châu Á, Lazio chấp 1.5. Chọn kèo tài xỉu, tài 3 trái hòa. Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi bet banh. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video.